Lê Tùng Vân là con trai trưởng của ông Lê Vân Tất, là một nhà thơ ở vùng Châu Đốc, Tân Châu thuộc tỉnh An Giang ngày nay. Ông Lê Vân Tất là người ký hợp đồng mật với ông Nguyễn Long Châu Tà Đạo để viết kinh thơ cho nhóm Tà Đạo này, bắt đầu từ những năm 1946 cho đến 1949. Trong thời điểm này, ông Lê Tùng Vân cũng gia nhập với nhóm Tà Đạo này làm nhiệm vụ là giao liên. Nhưng với tài ăn nói cộng với vẻ mặt bảnh trai và làm tốt nhiệm vụ được giao phó, Lê Tùng Vân được Nguyễn Long Châu coi như là đại đồ đệ của ông ta, đồng thời giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng như đi khắp nơi để truyền bá và chiêu dụ những người nữ mê tín, cũng như thu tiền những người tín đồ khắp nơi đem về và kêu gọi các tín đồ nam nữ làm công quả ở những vùng đất mà chúng chuẩn bị làm chùa, am để che mắt những việc làm bất chính của họ. Thời điểm này, Nguyễn Long Châu được Ngô Đình Diệm và một số đảng phái khác do người Nhật bảo hộ nên họ phát triển rất nhanh chóng. Sau khi Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vắng mặt là do đám Tà Đạo này ám hại. Vì những việc làm của chúng bị Đức Thầy vạch mặt nên bọn chúng cần phải giải quyết mau, vì đây là một mũi tên bắn trúng ba mục tiêu của họ. Vào năm 1949, Nguyễn Long Châu về quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp, dùng chiêu trò quỷ quái tinh ranh lập am, lập cốc, cất chùa khai đạo. Kể từ lúc này, Tà Đạo của chúng rất mạnh, số lượng tín đồ khoảng 2 triệu người. Họ hoạt động khắp Nam Kỳ, lục tỉnh, bí mật chiêu dụ đàn bà và con gái nhà lành. Còn những thanh niên trẻ tuổi cũng như những người đàn ông khỏe mạnh, ai mà họ kêu gia nhập Tà Đạo của họ mà không theo thì họ sẽ tìm cách ám hại. Cho nên thời điểm có cái biệt danh mà ai nghe đến cũng rợn người là Đạo Đâm, Đạo Lụi. Chúng hoạt động mạnh nhất là ở vùng Châu Đốc, Cần Thơ và vùng Đồng Tháp 10. Đến năm 1956-1957, ở miền Tây lại xuất hiện thêm một bậc chân tu nữa. Người này tu hành chân chính cũng được rất nhiều người sùng kính và mến mộ về triết lý Phật học của ông ta. Vị ấy là Tổ sư Minh Đăng Quang. Sự xuất hiện của ông ta làm cho đám tà giáo này không được tín đồ tin tưởng cho lắm, nên chúng liền lập mưu kế để ám hại Tổ sư như thế nào cho nhất cử lưỡng tiện. Chúng cho một số người giả danh là người của quân đội Năm Lửa, một quân đội mạnh nhất miền Tây thời đó. Lại một lần nữa kế hoạch được thành công, Tổ sư Minh Đăng Quang được cho là bắn mặt, còn quân đội của ông Năm Lửa được cho là một quân đội tồi tàn, là kẻ sát nhân bỉ ổi. Nhưng những việc làm của cái đám tà giáo này không qua mắt được ông Ngô Đình Diệm, cho nên sau khi ông ta lên làm tổng thống thì ông ta ra tay triệt hạ những giáo phái này liền để trừ hậu họa về sau. Kế hoạch của Ngô Đình Diệm được thực hiện nhanh chóng. Năm 1959, đám tà giáo của Nguyễn Long Châu được chính quyền họ Ngô dẹp bỏ, nhưng duy nhất chỉ có Nguyễn Long Châu là bị kết án chung thân, còn ông Lâm Tùng Dê thì vẫn còn điều khiển tín đồ bình thường. Nhưng con người này rất khéo léo đánh lừa được tất cả. Nhà thơ Lê Văn Tất sau khi viết bộ kinh xong vẫn tiếp tục làm việc kính cho Nguyễn Long Châu, được Nguyễn Long Châu phù phép đưa vào tòa đô chính Sài Gòn làm việc vào năm 1950, có bút hiệu là nhà thơ Thần Liên, nhằm mục tiêu làm nổi gián cho Nguyễn Long Châu và đồng bọn. Sau khi thoát khỏi mái chém của Ngô Đình Diệm, nhưng Nguyễn Long Châu cũng phải lãnh án chung thân. Ông Diệm vẫn còn muốn khai thác những việc làm bí ẩn của vị giáo chủ tà đạo này, xem những chiêu trò ma mị siêu phàm gì làm cho người ta mê muội đến thế. Nên ông đã đem Nguyễn Long Châu ra tới tận Quảng Ngãi để Ngô Đình Cẩn quản lý giam giữ. Không ngờ được với sự tinh ranh cộng với vẻ mặt bảnh trai và tài ăn nói điêu ngoa nhỏ nhẹ của Nguyễn Long Châu, làm cho nữ điều tra xinh đẹp của Ngô Đình Cẩn phải mang bụng bầu với vị giáo chủ tà đạo mà không khai thác được gì ở ông ta. Còn Lâm Tùng Dê, lúc bấy giờ ở miền Tây cùng với những đồ đệ của Nguyễn Long Châu vẫn tiếp tục điều hành những tín đồ u mê cuồng tín.
ông ta âm thầm cho đồng bọn gia nhập vô quân đội của Năm Lửa, Bảy Đổm ở vùng Bảy Núi Thất Sơn và các giáo phái khác, nhằm mục đích để làm nội gián cho ông ta, nhưng mục tiêu chính là đốt suối ném đá giấu tay Dương Đông Kích Tây. Với chiêu trò tồi bại này làm cho người miền Tây đẫm máu. Theo tài liệu của những nhà mật thám người Pháp nêu ra, có khoảng 200.000 người do cái đám tà đạo này dùng chiêu trò ném đá giấu tay. Còn một số phụ nữ cuồng đạo do trúng thuốc, trúng ngải gì đó của đám tà giáo này thì do Lê Tùng Vân quản lý. Ai mà làm tốt nhiệm vụ được giao phó của chúng bày ra thì được thưởng cho một bà, nhưng chúng nó cho là có đấng bề trên gì đó ban tặng cho ai đó hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng. Sự việc cứ thế cho đến năm 1963, có biến cố xảy ra do chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Diệm bị ám sát, tin này Nguyễn Long Châu nhận được, ông ta rất vui mừng và nói rằng đúng là hoàng thiên bất tất, phụ hảo tâm nhân. Khi nhà lao được những người mới tiếp nhận, thì ông Lâm Tùng Dê lập tức ra Quảng Ngãi, bỏ ra một số tiền để được gặp giáo chủ bàn kế hoạch lập lại ván cờ. Khi kế hoạch được giao phó cho Lâm Tùng Dê về lại miền Tây chờ thời cơ, nhưng chỉ khoảng một năm sau thì cơ hội được theo sự mong muốn của chúng đã đến. Phu nhân của một vị tướng lĩnh thời đệ nhị Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu về thăm quê hương tại Tiền Giang, với tài ăn nói cộng với nhân cách bề ngoài và miệng lưỡi điêu ngoa gian xảo, Lâm Tùng Dê được phu nhân cho diện kiến. Cuộc trò chuyện được đưa ra giữa đôi bên đều có lợi cả. Được sự hứa hẹn của vị phu nhân làm cho Lâm Tùng Dê thấy mình rất quyết đoán, vui mừng, chờ đợi. Khi bà ấy về dinh thự, bà ta thỏ thẻ với chồng mình là có một người bà con xa cùng quê hương đang bị án oan nên nhờ mình giúp đỡ. Nhưng việc này thành công thì người có lợi ích nhiều vẫn là mình. Đây là đại lợi, mình tính cách nào để thực hành liền, nếu không là không có cơ hội khác đâu. Ông tướng ấy nghe xong liền nói với vợ, không nên tin người quá là hư việc hết. Nhưng bà ta thì đã bị lời thần thánh của Lâm Tùng Dê ru hồn, nên vẫn cương quyết là đây là bậc chân tu huyền bí, mình cần phải giúp đỡ mau. Ông ta vừa nói vừa đùa với vợ, tôi cho cái ông thánh sống đó thời gian là một tháng, nếu ông ta kêu gọi được 1.000 tín đồ của ông ta đến Dinh Độc Lập biểu tình đòi lại sự công bằng cho giáo chủ của ông ta thì tôi sẽ giúp. Nghe xong, bà liền cho người liên lạc với Lâm Tùng Dê, cho hay tin sự việc là như thế. Tùng Dê lập tức cho người đi khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông mật báo khẩn cho tất cả các tín đồ biết hết. Chỉ trong vòng 10 ngày tại thủ đô Sài Gòn, có khoảng 2.000 người biểu tình đòi lại sự công bằng cho giáo chủ Nguyễn Long Châu. Còn tại thành phố Cần Thơ thì số người kéo đến biểu tình lên đến khoảng 4-5.000 người, và còn các tỉnh khác như An Giang, Đồng Tháp. Sự kiện này làm chấn động nên Dinh Độc Lập liền có một cuộc họp khẩn bàn về việc này, và một dự quyết tối thượng cũng được đưa ra. Sự việc làm cho Lâm Tùng Dê và bà phu nhân rất vui mừng và hớn hở. Đúng là một tuần lễ sau, tại thủ đô Sài Gòn có một chiếc máy bay phản lực đặc biệt chở một vị tướng lĩnh bay thẳng ra Quảng Ngãi, đưa Nguyễn Long Châu về Sài Gòn, sắp xếp cho ông ta ở trong một căn biệt thự bí mật, chỉ có một số người của Nguyễn Long Châu và đồng bọn là được vào thăm hỏi mà thôi. Cuộc tranh cử diễn ra giữa Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu được diễn ra vào năm 1967. Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa do đa số người miền Nam ủng hộ với lời hiệu triệu của Nguyễn Long Châu. Sự thế là như vậy, Nguyễn Long Châu thừa gió bẻ măng, ra lời kêu gọi tín đồ quyên góp tiền của bá tánh thập phương xây dựng nên một ngôi chùa to lớn có tên là Phật Đường Tự tại quận 5. Còn Tùng Dê thì kêu gọi những cung tần mỹ nữ và chiêu dụ thêm những phi thiếp mới quy tụ về để nhằm mục đích thực hiện theo cách tu hành tà đạo dâm ô mà đám tà giáo này thường xuyên tổ chức vào 12 giờ trưa và lúc nửa đêm. Những phụ nữ còn trẻ thì chúng cho ngồi thiền riêng một phòng, theo tục thì không được mặc quần áo. Còn sồn sồn cũng được sắp xếp riêng một phần. Giáo chủ là người giám thiền,
nếu ai phạm luật phải đứng lên nhảy múa theo nhu cầu của giáo chủ. Ngoài ra, chúng có những bài cầu nguyện gì đó do ông Nguyễn Long Châu lấy từ các tôn giáo khác rồi biên tập lại thành văn dần, văn xuôi để dành cúng dỗ hay làm hoan hô tăng tế gì đó. Khi nhà tín đồ có nhu cầu làm là có lệ. Còn Kinh Siêu Phàm thì cũng có được một bộ gồm 9 quyển, nhưng 9 cuốn này thì chúng lấy kinh của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở núi Tượng, rồi thuê nhà thơ Thần Liên biên tập lại thành văn vần, văn xuôi, và lấy một số sấm giảng của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và một số sấm của cụ Trạng Trình, cộng với bài thơ tự biên, tự diễn có hàm ý chống lại cách mạng, và cố ý ám chỉ chính chúng nó mới là Phật Thánh Thần Tiên hạ phàm để cứu đời và thống nhất đất nước. Về chiêu trò lừa đảo thì đám này thường dùng thuốc hướng thần và kích dục, dành phòng khi có con mồi ngon, có tiền, có quyền thế hay nhan sắc. Nếu đúng nhu cầu thì chúng sẽ ra tay xài thuốc ngay. Thời còn ở An Giang, Đồng Tháp, khi chúng muốn khai đạo nơi nào thì chúng thường chiêu trò lấy mật đường rồi dùng bút lông vẽ những lời khẩu hiệu hoặc tên giáo chủ là Long Châu khai đạo cứu đời, rồi viết lên lá cây khô, sau đó chúng đem để những nơi có nhiều côn trùng và kiến mối. Những con côn trùng khi phát hiện mùi đường mật, chúng kéo đến ăn hết những phần ngọt được viết trên lá khô, chữ sẽ lộ ra. Sau đó bọn nó cho người đem số lá cây đó rải lại chỗ cũ và tung hô lên là có điều kỳ diệu, chuẩn bị có bậc thánh nhân giáng thế. Về phần hoa u đàm, chúng lấy nước cơm vo để vào bình pha thêm một vị thuốc bắc tên gì mà lâu quá họ quên rồi, phun sương lên những nơi có bụi bẩn thì loại nấm đó ít hôm sau sẽ mọc lên thôi. Một chiêu trò khác làm cho những người u mê mau tin tưởng nhất là thường vào những nơi đông người tại chùa của bọn chúng, chúng cho bỏ thuốc độc vào chè hay cháo gì đó, rồi ông giáo chủ đang giảng đạo nhảy mũi lên thì bọn đệ tử biết là có người muốn hạ độc trong thức ăn, đem cho chó hay gà vịt ăn thử, chúng ăn xong thì lật chết. Thế là cả đám đông liền tung hô đây là Phật sống. Nói về Lâm Tùng Dê, ông ta là một tội ác chuyên nghiệp, lợi dụng những tín đồ nữ của Nguyễn Long Châu đi làm những việc như bán dâm, dụ những quan chức thời đó để lập công. Từ những việc làm vô liêm sỉ do lợi dụng thân xác của phụ nữ, ông ta thu lại rất nhiều lợi ích, mua được rất nhiều nhà cửa để chứa gái như ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, Tây Ninh. Mỗi công hộ, ông ta đều cho người làm những hầm bí mật hết, để khi nào có gì thì chúng chui vào hầm để trốn. Ông ta chuyên ăn chặn tiền của tổ chức tà đạo phản động này. Có những lúc đám này bị Ngô Đình Diệm truy quét để tiêu diệt, giáo chủ bí mật cho những người nữ đẹp lên dâng cho nhà thơ Thần Liên sử dụng thì Lâm Tùng Dê phỏng tay trên luôn. Khi xài xong, hắn còn cho những đàn em của Bảy Diễn thuê để chơi ít hôm rồi mới dâng cho cha của mình. Mấy em đó mét với lại cha rồi từ đó mít lòng cha con luôn. Sau này nhà thơ bị tai nạn giao thông không thể giúp cho Nguyễn Long Châu được nữa, nên giáo chủ mua một miếng đất trên núi Sam cho nhà thơ về làm một vườn thơ để an nghỉ tuổi già. Lâm Tùng Dê cũng về chiếm lấy luôn. Nói chung, cuộc đời của Lâm Tùng Dê không có việc gì mà ông ta không làm cả. Bất hiếu, hại người, dâm dục, loạn luân, lừa thầy, phản bạn và chống phá nhà nước, đặc biệt là có ý đồ muốn tiêu diệt Phật giáo. Tóm tắt, trong những cuộc chạy trốn của thầy ông cố nội Lâm Tùng Dê, tình hình thế sự rất nguy kịch. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bí mật gặp giáo chủ Nguyễn Long Châu để bàn kế sách nhằm lật lại ván cờ sau cuộc gặp bí mật đó. Nguyễn Long Châu bí mật cho người đem một số vũ khí về miền Tây và Campuchia. Còn Tùng Dê, ông ta đã được nắm hết tình hình, nên ông ta âm thầm cho người thu gọn hết số phụ nữ để đem ra Vũng Tàu và Lâm Đồng ẩn nấp. Vào khoảng 3 giờ sáng hồi cuối tháng 3 1975, các chiến sĩ cách mạng bất ngờ vào chùa Phật Đường Tự tại quận 5, nơi đây là căn cứ đầu não của tà đạo phản động Nguyễn Long Châu, gồm có du kích địa phương và các chiến sĩ biệt động Sài Gòn cùng một số lãnh đạo mật của cách mạng.
Nguyễn Long Châu đã bị bắt với bản án là âm mưu cấu kết lợi dụng tôn giáo nhằm chống phá cách mạng. Khám xét tại chùa, các chiến sĩ thu được rất nhiều vũ khí, máy truyền tin, máy in và rất nhiều giấy tờ có liên quan như truyền đơn, cùng một số đồng bọn và khoảng mười mấy người phụ nữ. Nghe được tin, Lâm Tùng Dê âm thầm từ Vũng Tàu về An Giang để sắp đặt lại nội bộ và có ý lên làm giáo chủ, nhưng cũng còn một số đàn anh không đồng ý. Hai tháng sau, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Có rất nhiều đồng bọn của tà đạo này trốn về miền Tây, còn Tùng Dê thì rất bình thản như không có gì hết. Cứ đi hết nơi này đến nơi khác để âm thầm quản lý mấy bà mấy cô. Còn tính anh em nào mà không nghe theo thì tìm cách thủ đoạn để loại trừ liền. Một là tổ chức vượt biên, lừa được tiền và loại ra được một số đối tượng. Nhưng thường là những chuyện đó là hiến xác cho cá mập thì nhiều. Vì những con tàu mà ông ta cho là được đóng mới, thật sự là những con tàu đã cũ, mục nát, mua rẻ tiền rồi sơn lại cho mới. Buổi tối xuống tàu thì tưởng là tàu mới, nhưng sáng ra thì tiền đã chung rồi, chỉ chờ ra giữa biển mà hiến xác thôi. Cứ vậy mà những cuộc bỏ tiền ra mua cái chết đó, ông ta làm không biết bao nhiêu vụ. Tính từ thời gian mới giải phóng 1975 cho đến những năm 1982 mới dừng lại vì bị đổ bể. Từ đó ông ta về Vũng Tàu và Lâm Đồng nương náu, ít khi xuất hiện ở miền Tây. Cho đến năm 1986 đến 1992 thì xuất hiện ở núi Cấm An Giang, vì nơi đây là điểm khởi đầu của đám tà đạo này từ những năm 1942. Nhưng khi về đến núi Cấm định mượn đạo Bổ Sơn Kỳ Hương để làm bàn đạp hoạt động. Khi đó số lượng đàn bà con gái theo quá đông, phần thì trên núi đâu ai cho xây dựng chùa am, nên ông ta không có nơi kín đáo để quản lý các bà. Cho nên để các bà đi tùm lum ở trên núi Cấm, khi đó được một số đàn ông ve vãn, mấy bà đã bỏ đi theo họ. Từ đó Lâm Tùng Dê mới âm thầm rút khỏi núi Cấm, rồi sau đó người kể chuyện này không còn đi theo ông ta nữa. Từ khi chia tay với Lâm Tùng Dê, đường ai nấy đi, ông Nguyễn Long Châu về lại quê nhà thì nhà cửa cũng điêu tàn, bà con dòng họ người đi kẻ mất tích. Ngẫm nhớ lại cuộc đời vì u mê mà lầm đường lạc lối, tin tưởng tà đạo mà làm hại chánh pháp, ông ta xin cất một cái am nhỏ trên thửa ruộng của người hàng xóm năm xưa tu hành tại gia. Hàng ngày sám hối, mong Bồ Tát hoan hỷ cho việc làm của ông đã gây ra. Hai năm sau ông trở lại núi Cấm, nhưng tuổi đã quá cao không đủ sức để leo lên núi nữa, nên đứng xa xa nhìn chùa Tam Bửu để nhìn qua núi Cấm mờ mờ. Ba hôm sau, ông ra đi mãi mãi trên ngọn đồi nhỏ gần chùa Tam Bửu, Ba Chúc. Năm đó, ông được 80 tuổi. Kết thúc bài viết là tâm sự của tác giả. Đọc đoạn cuối thiệt sự quá chạnh lòng. Hỡi hồn thiên sông núi, hỡi những linh hồn oan ức chết tức tưởi vì lũ tà đạo ác ma này. Lũ đã hại dân, hại đồng bào, dân tộc. Xin hãy hiển linh, cứu lấy những con người còn mê muội đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi chẳng thể thoát ra. Xin hãy tiếp sức cho những người đang chiến đấu quên mình để trừ gian diệt ác. Hồn thiên đức Việt linh thiêng, oan hồn linh thiêng, xin hãy bắt kẻ phản bội phải đền tội. Lâm Tùng Dê. Vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2021, truyền hình thông tấn xã VNews đưa tin Quốc hội và Chính phủ đã lên tiếng yêu cầu làm rõ nhanh vấn đề nhà Lê Tùng Vân. Cụ thể, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, ông Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, lên tiếng. Vụ trưởng vụ Phật giáo, ông Nguyễn Phúc Nguyễn, lên tiếng. Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, bà Trần Thị Minh Nga, lên tiếng. Đây là dấu hiệu tốt, nhờ vào sự lên tiếng mạnh mẽ của bà Phương Hằng, cùng với sự trở lại của cha mẹ Diễm My và nhân chứng nạn nhân số 1 Lê Thanh Minh Tùng. Ngoài ra, Nguyễn Xin cũng tiếp tục đưa ra thêm nhiều bằng chứng thuyết phục về tội ác của Lê Tùng Vân khi ở trại cô Nhi Thánh Đức. Và không thể bỏ qua nhiều tiếng nói của các youtuber, facebooker cũng quay trở lại với phong trào vạch trần tội ác hộ giả sư Lê Tùng Vân. Chúng ta vui mừng cảm ơn họ.
và cảm ơn hàng triệu fan hâm mộ trong và ngoài nước luôn dõi theo và nóng lòng chờ đợi một kết quả cuối cùng là cha con vợ chồng ông Lê Tùng Vân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cũng trong chuyên đề lật mặt tỉnh thất bồng lai thiền am bên bờ vũ trụ, Facebooker Hà Tú có nhận định: mình không phủ nhận việc chị Hằng lên livestream nói về tà am làm cho việc này nóng trở lại, nhưng nhiều bạn nói công đầu thuộc về chị Hằng là hoàn toàn không đúng. Nói ra thì biết nhiều bạn sẽ nói này nói nọ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cũng như mình không thích chị Hằng nhưng luôn ủng hộ việc chị ấy lật mặt bọn tà am. Công đầu lật mặt và đánh tụi tà am lên bờ xuống ruộng gần đây trong 3 năm phải thuộc về Nguyễn Xin. Các bạn anti-fan Nguyễn Xin chắc chắn sẽ lại vào chửi mình tập 2. Nhưng những ai theo dõi vụ này từ đầu sẽ hiểu Nguyễn Xin khi đưa ra giấy khai sinh và nhiều bằng chứng tụi tà am sống bầy đàn, quan hệ cận huyết, thì anh ấy bị đám fan cuồng và một số người chưa nhìn ra sự việc đánh tan tác cỡ nào đâu. Rất khủng khiếp, thần kinh thép lắm mới chịu nổi sự khủng bố của bọn chúng. Sau là sự góp công của một lực lượng anh em YouTuber, Facebooker chống tụi tà am ngày đêm lật mặt, phân tích cho những người còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của chúng mà ngưng việc gửi tiền ủng hộ lại cho các cháu bé. Đồng hành cùng các anh em YouTuber, Facebooker là hàng triệu khán giả trong và ngoài nước ngày đêm ủng hộ. Lượng fan cuồng, fan không cuồng nhưng nhận tiền chửi thuê là YouTuber ham tiền đứng bên chúng, tấn công những người phản biện tỉnh thất bồng lai bằng những lời nói tục tiểu đến lạnh người. Nó tấn công vào báo cáo tất cả các trang Facebook nào đụng đến tụi tà am, tụi phản động nước ngoài thì rót tiền về cho chúng hoạt động đánh anh chị em chính nghĩa lên bờ xuống ruộng. Nhiều anh chị em dùng nick thật đi chiến bị chúng lôi cha mẹ, lôi con cái ra và bằng nhiều hình thức chửi tục tiểu, tấn công luôn bạn bè của họ, thật vô cùng khốn kiếp. Chúng hợp sức gửi báo cáo đánh sập các trang nhóm lật mặt, gửi báo cáo cho bay nick của tất cả những người chống tà am. Nguyễn Xin thì liên tục bị báo cho ra đảo. Chúng tấn công bôi nhọ gia đình anh Thắng chị Mai đến sống không bằng chết. Làm sao quên được công sức của các anh em nhóm F5 ngày đêm cày máy để rì bọ kênh kiếm tiền của năm chú tiểu. Chúng công khai chống phá giáo hội Phật giáo bằng cách làm ra nhiều clip tấu hài, nham nhở, mượn tụi nhỏ đóng vai Đức Thế Tôn, phỉ báng ngài đủ thứ cái xấu. Bởi vì chúng chỉ mượn chiếc áo nhà Phật để lừa đảo ăn xin thời A Cồng thôi, chứ thật ra chúng đâu có thờ Phật. Chúng đem đạo quần tiên hội mà tượng Phật chúng quăng lăn lóc ở ngoài sân chỗ dơ bẩn. Ngồi thiền hay vái lại, chúng đều quay lưng về phía tượng Phật để thể hiện. Mục đích của Lê Tùng Vân và đồng bọn là muốn lập một giáo phái mới ở Việt Nam, giả sư giả mồ côi để trục lợi chỉ là một việc làm sai nhỏ trong cái sai chuỗi dài của Lê Tùng Vân. Những gì chúng ta thấy một thì cơ quan điều tra họ thấy 10. Cái họ muốn tóm gọn là cái lớn đứng phía sau lưng Lê Tùng Vân kìa. Cho nên đừng vội quy chụp cho sự chậm trễ của cơ quan chức năng. Chuyện Lê Tùng Vân sinh hoạt bầy đàn, ngủ với cả mẹ vợ, cháu vợ và con ruột của chính mình là chuyện có thật 100%. Chuyện hại đời các thiếu nữ nhẹ dạ vào động sanh con cho chúng cũng là sự thật. Ngoài sự khốn nạn bậc thầy của Lê Tùng Vân thì đám thế hệ tiếp theo cũng là một đám thanh niên sức dài vai rộng, ăn không ngồi rồi, lập ra hàng ngàn nick ảo để chửi và chống phá không sót một ai, mà cầm đầu là hai thằng trọc thủ đoạn Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên. Thế hệ thứ ba là những đứa pháp tâm, nghi tâm, minh tâm, vân vân. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì tin chắc rằng từ 5 đến 10 năm nữa thôi, các cháu sẽ là những Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên với phiên bản còn ghê gớm hơn. Vì các bé đã được tập diễn xạo từ hồi 3-4 tuổi, chúng sẽ hơn cha anh là cái chắc.
Một lũ đàn ông đàn bà sức dài vai rộng, ngày ngày chỉ biết ngồi ca hát và nghĩ nhiều chiêu trò. Nhà cửa không ai dọn dẹp, nhìn ẩm thấp và dơ giấy như kho chứa hàng. Động này nó hoạt động giả tu, giả sư để xin tiền mạnh thường quân từ rất lâu. Có đoàn đến là Lê Tùng Vân cho các con chạy xe khắp xóm để chở các bạn nhỏ ở xóm lại ngồi sẵn để chờ ông ta tiếp các đoàn và nói mình nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Khi đoàn về, ông ta cho tụi nhỏ vài bịch bánh cho nên chúng thích lắm. Có dịp cứ kêu là đến ngồi giả làm trẻ mồ côi cùng với đám con cháu của Lê Tùng Vân. Tội lỗi của Lê Tùng Vân thì đã lừa rất lâu, nhưng chỉ là lừa được một số mạnh thường quân ao làng. Cho đến khi có sự tiếp tay của công ty Điền Quân thì với cái vòi bạch tuộc của chúng đã vươn đến tầm quốc tế. Những ai theo dõi chúng gần 3 năm nay thì không còn lạ gì sự đốn mạc đáng sợ của lũ này. Chúng dựng rất nhiều clip xảo trá, dựng hiện trường giả để kêu gọi lòng thương hại của mạnh thường quân là thường xuyên. Tội ác của chúng nếu để liệt hết ra thì không có chỗ để viết. Anh chị em nào mới biết về cái động tà dâm này thì chịu khó tìm xem nhiều hơn về chúng để chung tay đánh tan tác chúng. Cảm ơn tất cả các anh chị em trong gần 3 năm qua đã đánh đúng trên mặt trận và hôm nay không quên gửi lời cảm ơn đến các anh chị em mới biết đến chúng và cảm ơn chị Phương Hằng. Cảm ơn Facebooker Nguyễn Hà Tú. Bản thân Ngọc Sương không ủng hộ việc chửi bậy trên mạng, nhưng với loại người hiếm hoi như Lão Vân, bà Hằng dùng nhiều từ ngữ thô bỉ cho Lão là chính đáng. Lão thô bỉ hơn những gì bà Hằng dành cho Lão. Bà Hằng hứa sẽ tặng 300 tỷ tương đương với số đất tại Bình Dương, Lão rất thích. Vì kế hoạch của Lão là xây 15 ngôi chùa cho các con của Lão mỗi thằng một cái để hoằng hóa đàn bà trên toàn quốc. Nhưng Lão không dám chấu kèo vì sự thật Lão loạn luân bùng binh trong nhiều vụ. Nói về sự ủng hộ một cách điên cuồng và ngu ngơ của đám người luôn bảo trợ cho Tỉnh Thất Bồng Lai là loạn luân, tại sao các bé cũng lành lặn, thông minh mà không bị dị tật. Chỗ này Facebooker Lê Ngọc Lâm Nguyên giải thích: để Mỹ nói cho mà nghe, chỉ có xác suất 2% trẻ sinh ra từ quan hệ cận huyết và quan hệ trực hệ mới bị thiểu năng và dị tật thôi, chứ 98% không sao đâu nhé. Và tin rằng với khoa học hiện đại hiện nay, khi thai nhi được 12 tuần tuổi thì sẽ đi tầm soát da gáy. Nếu phát hiện có bệnh đau hoặc dị tật, tụi thiền am sẽ bỏ thai, chỉ giữ lại những bé lành lặn và có khả năng bình thường. Cho nên việc mọi người thấy các bé lên video lành lặn là điều rất bình thường. Làm sao mọi người biết những trẻ không bình thường Lê Tùng Vân đã xử lý chúng như thế nào? Với lão già này thì không có việc gì mà lão ta không dám làm. Minh Tùng từng chứng kiến cha mình chôn một em bé bên trong trại Thánh Đức. Và trong giấy khai sinh của Huyền Trang khi sinh bé Minh Triết ghi sinh lần thứ hai, lần đầu không nuôi được. Ai theo dõi các clip của Thiền Am nhiều cũng sẽ thấy thực tế bé Trí Tâm khờ hơn tuổi rất nhiều. Bé Ngọc Tâm thì sinh thiếu tháng, ốm yếu hay bệnh. Và khi cùng đường bao biện, Phan Cuồng tuyên bố một câu chắc nịch: loạn luân có sao đâu, miễn các bé thông minh, học giỏi là được rồi. Loạn luân thì có sao đâu, loạn luân thì cũng mang bầu đó thôi. Loạn luân thì chuyện cũng rồi, loạn luân thì cũng lần hồi đẻ con. Loạn luân thì vẫn còn son, loạn luân thì vẫn có con khác gì. Theo thi sĩ Lê Đạt, từ khi Tỉnh Thức Bồng Lai làm dậy sóng cộng đồng, thì bọn giả sư và bọn bảo vệ chúng có những câu từ thuật ngữ mới ra đời, nhằm mục đích chống chế cho những việc làm đồi bại có hại đến xã hội loài người. Bọn bảo vệ có mặt khắp nơi, từ trong nhà cầu cho tới bên bờ vũ trụ.
Đầu tiên là câu chữ loạn luân có sao đâu. Câu này xuất hiện thì loài người hiện nay có một số bộ phận muốn sống theo súc vật, sống không đạo đức, sống không còn phân biệt chồng vợ, cha con, sống không cần nhân đạo, sống chỉ biết thỏa mãn ham muốn xác thân, dục vọng của riêng mình, sống không tôn ti, sống bất cần giềng mối, xã hội, gia đình, chỉ cần thỏa mãn, không còn phân biệt thế nào là tội lỗi, ham hố dẫn đến hồ đồ, dâm ô dẫn đến tội lỗi. Xã hội văn minh không bao giờ chấp nhận hai chữ loạn luân. Vậy mà bọn này đang tung hô cổ vũ, đang giúp cho thiền am bên bờ vũ trụ thực hành tà đạo, muốn đưa loài người sống bầy đàn như vượng khỉ, bất cần lẽ phải, không cần phân minh. Nếu không chúng sẽ chửi bới la làng, chửi cả thiên hạ. Bọn phanh cuồng suốt ngày bảo vệ bọn tu hú, bảo vệ bọn ác độc tán tận lương tâm, bảo vệ cho bọn ăn nằm với bầy con gái ruột. Sống thì nhơ nhuốc, chết thiên hạ sẽ cười. Già mà tâm tánh thay đổi ác ôn, già phải sống trong sạch cho con cháu noi theo, già mà sống bầy hầy như chuột bọ, nhục cả dòng cả họ, xấu cả tổ cả tông, phát bản mặt già lên cộng đồng, nói bậy cho thiên hạ cười chê. Cùng một bầy nồng nọc, cỏ rác sọt dưa, chửi bậy nói bừa tối ngày cọ quậy, giống dòi trong phân, giọng điệu ngu đần bất phân lẽ phải, chỉ biết cãi cọ chuyện nọ chuyện kia, hành động tâm tánh học theo tà đạo, cũng muốn không còn cha con chồng vợ, chạy theo bợ đỡ cũng bởi miếng ăn, suốt ngày cứ lộn xộn lăng xăng, cũng chẳng biết ăn năn hối lỗi. Ai gây nên tội, ai chửi cộng đồng, ai thích khoe lông, người thì khoe vú, ngu chi ngu dữ, dành hết cái ngu của người đời, chỉ biết biến lời kiếm tiền mà bất phân không cần lẽ phải. Cùng một bầy tội lỗi, một bầy trọc giả sư, một bầy heo nọc lão trư, bầy loạn luân sống bầy sống lũ. Mặt thì xù xụ, miệng rộng mồm hô, ăn uống nói năng hồ đồ hỗn độn, thực hành tà đạo phá đạo hại đời, một lũ ác ma, một lũ từ trẻ đến già, một lũ ham ăn ham lười thất học, dâm như heo nọc, cùng bầy lợn lứa lợn xề, chỉ sống hả hê bằng sức lao động của người khác, lại còn khoác lác đạo nọ đạo kia, đạo gì mà đạo đức không ra, cũng thứ đồ thải của xã hội. Bọn này quá nhiều tội lỗi, không còn là con người nữa, thiên hạ chửi khắp nơi nhưng chai lì bất chấp. Chương trình xin dừng lại tại đây. Tất cả chúng ta sẽ chờ đợi phán quyết sau cùng từ cơ quan chức năng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.